bé nó lại gần sông Long à. Còn có lông mặt nữa, lông đuôi thì coi như xong rồi. Lông mình có mấy cọng. Hey, chào cả nhà ha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục mình quay mấy con thú con của mình. Thì hiện tại thì mình đang có một bé mình nuôi được 4 ngày tuổi rồi. Thì anh em là ưng thì bắt ha. Thì lúc nhỏ như thế này thì anh em nói 20-30 triệu anh em không có, nhưng mà có vài triệu thì phải là bắt được, phải sở hữu bé này về nuôi chơi ha. Mình nuôi bữa giờ không xin gì hết mà anh em nuôi có gì là mình không biết đâu nha. Thật sự nó nuôi cũng khá là dễ, không gì hết á. Thì anh em nào bắt thì mình sẽ gửi thêm kèm theo cho anh em là 2 chai thuốc ha. Một chai là trị tiêu chảy, một chai là chống co giật và chai thuốc bổ sung vitamin của mình đó. Cho anh em về anh em hỏi là anh em nuôi nó ok hơn ha. Nói chung là mình nuôi như thế nào mình chia sẻ với anh em như vậy thôi chứ không phải khác nhau. Thì hiện tại thì bé này mình đang cho ăn cám trộn với lại thuốc. Thì cứ mỗi lần ăn như vậy mình sẽ trộn hết, cứ một lần cho ăn một miếng như thế này rồi mình nhổ vào cho nó là 3-4 giọt ha. Tại mình cho ăn nhiều và mình cho ăn tới khoảng 2 tiếng đồng hồ là mình sẽ khai một lần ha. Cho nếu ăn không hết á thì mình đem cho mấy con lớn này ăn nè. Hiện tại mấy đứa này vẫn còn ăn mà mình đút cho tụi nó ăn kèm nữa, cho nên mình muốn trộn nhiều như vậy. Còn thường mình, nếu mà đối với anh em thì trộn vừa đủ ăn thôi, cho ăn một lần thì anh em nhỏ trong một giọt và cho khoảng một xíu cám là nó ăn ok rồi chứ không có gì hết á. Giờ mình sẽ quay nó cho anh em xem ha. Đây em nó đây, nó đang nằm. Nói chung là con này thì chân trắng móng trắng là đầy đủ hết ha. Thì hiện tại là nó là như vậy. Để mình bắt ra cho cả nhà xem. Thì nó mới được 4 ngày tuổi thôi. Nói chung là cầm thì cũng nương nương tay xíu nha. Đây, thấy không? Chân trắng tươi luôn ở và móng chân của nó nè. Trắng hết, không có phao đen luôn ha. Cái người của ảnh nè. Thì cho ảnh mới vừa hí mắt thôi. Con này thì nó lớn hơn cái con hồi bữa nha. Con hồi bữa mình nuôi chỉ mới 3 ngày mình chia nè, mà cái này mình để thêm một ngày, lố thêm một ngày nữa là 4 ngày. Thì anh em để cho mà chim càng nhỏ thì càng rẻ ha. Chứ mà nó bự như mấy cái kia là khác nha. Nói chung là khi nuôi chim á, thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều trường hợp ha. Chim bố mẹ đang nuôi con bình thường nó cũng vẫn bứt trứng bứt con rồi ha. Nói chung mà anh em phát hiện sớm thì mình có hỏi ra lấy ra mà mình áp á, thì nó sẽ xử lý kịp ha. Còn mà không có làm kịp thì coi như là phí nguyên một cái ổ trứng đó hay này kia nọ luôn đó. Đây ngày hai ha, ăn của mình phải bình thường ha. Và mắt anh mới hí à. Đây nè, mắt anh mới có tư hí à. Để mình quay xét cho anh nhà xem. Ăn thì cũng khá là dữ ha. Ê đâu rồi, mắt anh mới hí thôi. Nói chung là mới mở ngày hôm qua à. Thì tầm khoảng 3-4 ngày nó sẽ của em đó 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 cả nhà ha. Anh hí nha. Và da cũng khá là trắng ha. Ăn xong rồi sẽ ị nha. Giờ chỉ có chờ anh ị lấy, mình lấy viên phân ra thôi ha. Thì chịu khó là không có để phân ở trong cái tổ nó nha. Nói chung là cái gì cũng vậy, cứ chim con là tốt nhất là không nên để phân ở trong ổ. Giờ chỉ chờ nó ấy thôi. Thì anh em về anh em phải là cho ăn sâu dế thì cũng được. Mình thì mình là biến thì mình trộn này thì nó dễ hơn và có thuốc nữa. Còn sâu dế thì cho ăn rất là cực. Nhưng mà còn nhỏ thì mình cho ăn sâu dế ha. Chỉ có lớn cái này tí đủ khoảng 4 ngày là bắt đầu mới cho ăn này ha. Vậy anh em nói cho ăn như này nó lạnh bụng hay này kia nọ thì thật sự không ha. Lạnh bụng không mà cho mình thôi. Mình cho đừng có cho lấy nước đá cho nó ăn thôi là được. Cứ mình cái lấy nước bình thường theo thời tiết bên ngoài của mình thôi. Nghĩ cho người anh em là thích con này thì lo cho mình ha. Ok, mình có điện thoại.
đó, ăn no rồi ngủ thôi chứ không làm hết. Đó, anh em nào ưng con này thì alo cho mình ha, số điện thoại mình cứ ghi sẵn trên màn hình luôn rồi nha, hoặc là cứ Zalo của mình cũng là số đó 0929887346 ha. Hiện tại thì giờ có điện thoại xong cái mình gấp cái phân nó mình dục luôn rồi đó, giờ thì nó ngủ rồi ha, mình quay cận nó lại xíu nè, nói chung là cũng khá là to ha, nó bự hai ngón tay của mình luôn rồi nha. Nói chung là khoảng 3 bữa nữa là nó cứng, nó ra đông ha, hiện tại đang nhú lông nè, 4 ngày tuổi thôi nha.